Dạ em xin mến chào quý cô chú anh chị em, chào mừng quý cô chú anh chị đã đến với kênh Mai Vàng miền Nam của em. Hôm nay 29 tháng 3, em tiếp tục vô vườn, em quay với những cái cây mai phiên bản giới hạn. Ngày hôm nay thì em sẽ bứng tổng cộng là cũng nhiều cho với anh em khách đã đặt hàng em rồi, và cũng cho những anh em khách mới tiếp cận lại những cái lô bonsai này. Kính chúc cả nhà có một buổi tối xem clip nhiều niềm vui nha. Đầu tiên vô xin giới thiệu với cả nhà mình, đây là một cái mã số 18 K23006718 ha. Cây này là một cây, nếu mà nói về cái thân thủ nó có thể là một cái cây mai độc nhất vườn. Thường thường thì anh em mình sẽ tìm thấy những cái cây mai chật lắc, cây bay, cây đổ, mà ngày hôm nay em cho anh em mình coi một cái cây mai mà gọi là thân thủ như một con thú. Mình chân của nó thì không có phải là chân thú, nhưng mà nói về cốt cành của nó thì vô đối hay cái nè. Nè, sáng em cắt gọn gọn lại để cho anh em mình coi cái cốt cành. Giờ em tiến hành em cắt cây. Vô anh em ơi. Má tôi là vợ ba tôi. Cây là không có cười nha. À, có ông nội thức ở đây là tôi thiệt, tôi cắt tôi cũng bể bụng quá. Hello anh em, hello anh em, cả nhà mình một buổi trưa vui vẻ buổi trưa rồi, 11 giờ rồi. Lần qua lần lại sáng. Đây này, cắt ra một cái một xác cho mai nó bự khủng khiếp chứ đó. Nè cắt đuôi này cái ra cho ra cây nè. Chở cây lên. Quá trời cây mai này chồng ơi. Tới công chuyện với cây này anh em ơi. Đầu năm giờ này mới tiếp cận được cái cây mai gì. Báo lửa cắt đục đủ luôn rồi. Thấy rõ không chồng? Rõ. Dạ sao bạn? Cây này nhiêu cô Tài ơi? Một sĩ. Cây này cô Tài báo toàn thể anh em là giá 100 nha anh em. Này trong shop hàng lớn không anh em ơi. Đây. Đế khủng long màu chúa nha anh em. Quá trời cây mai anh em ơi. Cái dàn cốt cành nó lợp. Thì ngày hôm nay cắt cái cây mai này nó không lớn hoành, mà nói chung ra cắt ra rồi cây này mệt luôn á. Cắt nhiều nhánh nó mệt ha. Đúng rồi. Quá trời dàn chi nữa. Dục dục ba nhánh mà chúng cây mai kia không có tiền đền giờ nè. Dục chúng qua không là 50 á. Thấy rõ không chồng? Rõ. Làm giờ nhánh nó lôi giật ra cho. Rọt miền Tây. Giật đi hai chút mà nó phải nghĩ cho nó thiệt vậy. Trời. Quá trời cây mai này, thiệt luôn á. Đâu? Từ từ ngó cái ơi. Mấy ông không cho tôi coi mặt tiền vậy chân à. Được rồi. Ngó nhiều chút. Đẹp. Alo mấy anh Bình ơi. Em ở bên Cần Thơ. Quá trời cây mai rồi anh em ơi. Được rồi, để gì cho nó. Đó anh. Thấy không? Khủng khiếp chưa đất. Mai đẹp. Lá chung chưa đâu, lá lớn anh. Không lớn rồi, lá chung không à. Cây này anh em gì mà muốn chi nữa, thứ gì mà chịu nổi trời. Thì như cây mai chú Thủy. Cỡ nhau mà.
Cái này mà tôi mà cắt khúc lại có cành cái nữa thì tôi nói là trồng. Đó, nhà con cây lớn lắm anh ơi, con cây sát hơn 50 quành. Quay gần lại cái trồng. Đây là tơi quá trời tơi à. Rồi cắm vụ anh đẹp ơi. Cây đó em mua ở bên Cần Thơ 55 triệu nhưng mà giờ em bán nửa tiền. Năm mươi lăm triệu, giờ em bán nửa tiền. Gì ghê vậy, cây nào cũng bán nửa tiền cho. Em Trang. Con Trang hả? Em Trang đó, một cốt năm mấy hoành, 50, 52, 53 hoành. Quá trời cho mai vậy anh em ơi. Hình bồn anh, cây này hồi em sẽ làm đế, em sẽ tuốt tát lại chút xíu nữa rồi em sẽ quay cho cả nhà mình nha. Chứ cả nhà mình thấy cái đuôi nè. Trời trời, khủng khiếp chị đất luôn. Để em đang live stream. Rồi, tiến hành làm đế thôi anh em ơi. Chọn hình cũ em gửi cho. Làm đế trúng đế anh em ơi, quá trời đế sổ mà bạn đế của nó không đo chắc chà báo quá. Cái này hoành nó không có lớn mà nói gì cái cốt cành nó gì đâu mà nó bự dữ trời. Em đo tôi hai số đo chồng, hoành thân với ngang cô đế hoành nó nhiêu mà ừ 53 54 59 hả? Ừ. Có lộ bao nhiêu bự dữ cha. Nè, nghe nè. Rồi ok chuẩn. Rồi quà neo. Neo đây ha. Ừ. Nhỏ nhất của nó. 40. 40. Rồi, đo cục đế tôi coi. Cục đế trên mặt bầu coi. Hiện tại giờ được nhiêu? Rồi chuẩn. Bóp thước luôn. Bóp thước, cân thước. Đứt thước luôn. À, một gang nữa. Một gang nữa là 1m7. Ê, ông đo thử cái chi đuôi này được nhiêu chồng? Chi đuôi này ha. Ừ. Chi đuôi này chắc khoảng chừng 27-28 quá. Đúng không? Đúng luôn 27 luôn. Trời ơi, chi đuôi nó không 27. Đọc chủ nó bóp chót. Cốt cành khủng khiếp, để nhìn trên dưới nó mới khủng. Mét 2. Mét 25. Mét 25 hả? Tán ngang nó hiện tại mét 25 nghe anh em. Khủng khiếp à. Lâu lâu cho anh em trúng cây bữa anh em. Trời ơi, để bên này sổ xuống kia. Cũng khiếp trời. Nói chung ra cây này là cây hàng độc anh em ơi. Cây này cây sưu tầm. Tìm cây mai mà cỡ gì đâu ra có nè. Quay chiều này nó hơi dẹp nhưng có cái tại bị dướng cái cột. Em quay lại. Trời ơi cái này vỗ no cái cục đất nó vô chút xíu nữa là tới một chuyện luôn chồng. Cốt cành nó tê quá. Cây này giá cao anh em. Cây này hàng sưu tầm. Anh em mình hợp nhãn cây này thì cứ alo cho em. Số đo nãy giờ em có báo rồi ha. Quả neo nhỏ nhất của nó 40, ngang của đế là 59, cục đế của nó là 1m8, cao cái này được khoảng chừng 8 tắc, giá là đúng 100 nghe anh em, cái này phải đúng 100 được anh em ơi, hàng này là hàng đúng hàng sưu tầm mày. Tán ngang của nó hiện tại giờ tầm 1m2, chi nói chung là dàn trên thiếu đúng chi mà, còn dàn dưới thì nói chung là full HD anh em ơi, quá trời cái dàn chi của nó. Rồi cây này là cây số 1 nghe anh em. Anh em mình hợp nhãn cứ alo cho em nha. Số điện thoại em cũng có để dưới màn hình nè. Và anh em mình theo dõi cái đoạn clip này tiếp tục với em nha. Rồi anh em ơi, tiếp tục ha anh em. Em hứa với anh em là em sẽ đi bứng những cái cây tầm trung ha anh em. Tại ngày hôm nay đi làm thời tiết nó xấu quá. Chắc cây này, cắt cây này nữa xong em về em nghỉ anh em ơi. Ngày mai đi làm tiếp tại bên đạo, em là bên đạo đang lễ ha anh em. Bởi vì là sẽ không có làm nhiều được. Tranh thủ về còn lễ nữa anh em ơi. Rồi cây này nếu mà cắt cây rồi thì nó cũng dạng như là một cái cây bonsai hàng lụng lực. Cốt cành nó đóng múa rất là khéo luôn. Đó, ngày hôm nay thì anh Trọng ra cắt cây. Cắt trước đi, hồi cắt mấy đó Trọng. Cắt trước đi. Ừ. Nó. Cứ cắt đi. Cắt phong nó vừa vừa lại cái. Cây này hoành thì nó tầm khoảng chừng 35 anh em ơi. Củ đế thân thù thủ này cũng ok lắm, cắt ngắn xuống. Ừ, cho nó đi. Cái đợt vừa rồi em bị một cái đơn hàng ngày hai mấy sao quá trời giao nó chậm. Anh em mình thông cảm nha. Giao hàng thì lâu lâu thì nó cũng bị một đợt anh em. Kéo cắt cái chi kia ra cái luôn. Ừ. Đó, cắt cho nó đi. Không cắt dài ngắn vô. Cành áp dính rồi đó. Những cái cây mai này nó thật sự cả nhà mình giống như cây đã thành phẩm rồi. Bé Thủy bữa coi vô đây mua mấy cây đúng không? Đúng không cô Tài? Ai? Thủy Lê. Thủy Lê hả? Đúng không?
Lệ Thủy đó. À đúng rồi, có. Có thể nào? Đúng rồi. Đâu? Nè, bác thấy nè. Có thể mới có gọi có hỏi tôi nè, nè bác thấy nè nè. Đúng chưa? Đúng rồi. Trời ơi, ừ. Yêu thương con gái nhà ai sao mà xinh gái vậy? Em có không nào không có ta. Cắt cây à. Đó anh em, tập trung vô. Anh em nhìn những cái mẫu cây nè. Khi mà cắt ra rồi ha, cái cốt cành của nó rất là lực, cành áp dính nè. Anh em để ngoài này nó mập, ở trong này nó teo ha, là đã thành công. Nó áp từ cái chi này lên tới trên này luôn. Hiện tại chi này có luôn nè. Nói chung cây này đầy đủ cốt cành hết nha. Phân khúc giá tầm trung anh em ơi. Bữa giờ này nhiều anh em mình tìm những phân khúc giá tầm trung thì ngày hôm nay em có ha anh em. Rồi, cắt xong, giờ bắt đầu anh em sẽ làm đế nha cả nhà. Ngày hôm nay thì thời tiết mưa rồi cả nhà mình ơi. Mưa. Những cơn mưa đầu mùa anh em ơi. Tưởng cơn mưa đầu tiên cái đám mai này từ ngày khui vườn giờ. Đúng rồi, ngày hôm nay là ngày mưa đầu tiên mà. Đúng rồi, vậy là bữa nay không phải gửi xe đâu ông nội. Ngày hôm nay tôi đậu xe lại con gà bay lên luôn không? Cây đó giá sao anh, cây này giá nhiêu cụ thể ơi? 22. Dạ cái xù này là giá rất là mềm mại nha anh em, chỉ 22 đồng xù. Ha. Cây xù nè. Cây này giá chỉ 22 đồng nha. Quá êm. Quá khéo. Rồi bữa nay có đi nhà hàng với anh Thơ về đang rồi, làm đế đi. Kêu anh em ra làm đế chồng ơi. Ôm nhậm. Quá trời cho mai cả nhà mình ơi. Cũng khiếp trời đất. Cái này cái số 1 cái nè. Ông bám vô cành nè, đó. Đó. Trời đất ơi cho mai kìa. Quá đẹp. Cũng khiếp trời đất luôn cả nhà. Để giò cái chân em lên coi với cành đó. Cái này là cái đầu tiên á cả nhà. Giờ lên xe rồi nè. Cái giò lấy mẫu á. Cũng khiếp trời đất. Cái cục đế này thì nãy đo 1m8 để tay vô nè, tao có cây me tao có để về chụp hình mới. Đế đều đo luôn. Đế đều bốn giác luôn mà. Có cái dàn xương nè, anh em nhìn thấy là đủ phê vậy anh em. Dàn xương nè, quá trời tê. Nếu mà nói về hàng đẹp thì trong vườn còn rất là nhiều, nhưng mà hàng độc thì nó thật sự anh em là hơi khó nha nè. Thấy không nội? Rồi ông trọng ông để cái thùng nước đá, quên thùng nước vô cái nhìn em nhìn nó cũ kìa. Trời tê tái luôn anh em ơi. Quá trời khủng khiếp, không phải là mình cố tình mình khen, nhưng thực sự cây nở đẹp quá. Ừ, mặt đế cái này dắt này nó đã nè. Rồi anh em ơi, hợp nhãn cứ alo nha, 100 em bao ship toàn quốc cả anh em. Số điện thoại em có để ghim dưới màn hình, anh em mình hợp nhãn cứ alo em nha. Rồi cây này là cây số 2 ha cả nhà, còn 3-4-3-5. Cây này thì anh em mình vô từ chỗ 5 lên tới chỗ 55 nha, cao 60 anh em ơi, cúc cành có sẵn. Chỗ 5 là đẹp nhất. Đúng rồi, ép chậu cây cây cỡ này là chậu. Rồi, giờ anh sẽ lên cây này anh em. Cây này quá khéo anh em ơi. Giá 22 anh em. 22 em bao ship nha, cây sụ. Giết lên cho nó ra kìa. Quá trời. Này. Quá tài xế đâu trời. Chạy đắt vô xe. Dạ. Hôm nay tại có công việc, bởi vậy là phải tranh thủ về nhà anh em ơi. Cây cỡ gì mà bứng cái bầu cỡ gì. Lên. Rồi xoay mặt tiền giùm em luôn nha. Quá đẹp. Thôi được rồi, dây được rồi, để giữa nó không chạy đâu anh. Vậy sao đóng có bẩn? Không có, được. Ghi giấy đi rồi quay lại. Nè kéo đây đi quay lại được. Ủa đóng bẩn được hả ta? Đâu đóng được, đóng được. Dạ rồi, nhiệm vụ ngày hôm nay của em đã xong ha cả nhà. Cái này đẹp lắm, cái này tầm 45 quành á. Cũ đây tầm khoảng chừng 55. Anh em vô chậu 55 nha. Thân thủ rất khéo, giá 22. Còn cái kia là 100 ha anh em. Cái kia là 100, hợp nhãn cứ alo nha. Em rất cảm ơn quý cô chú anh chị nãy giờ đã đồng hành cái đoạn clip của em trong ngày hôm nay. Hy vọng đoạn clip ngày hôm nay sẽ được quý cô chú anh chị em ủng hộ. Kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý cô chú anh chị đi ngang thấy đoạn clip của em hay, xin mỗi người cho em một like, một cái chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ tiếp cho Mai Vàng miền Nam của em. Em xin chào tạm biệt và hẹn quý cô chú anh chị trong clip ngày mai ạ.